Đến đây hình thành ngũ lục pháo, đối với đương pháo phi tả tượng. Đen lên pháo tuần hà, nước cờ linh hoạt. Đỏ ăn tốt là nước cờ mà Lưu Tuấn dùng đối phó với Hoàng Quốc Cường năm 1976. Đổi lại, đỏ cũng thể đi tốt 5 bình 6. Cờ đỏ dễ đi. Như đỏ pháo 7 tiến 2. Đỏ ăn tốt đầu. Đổi lại, như đỏ đi tốt 7 tiến 1. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là nó đi pháo 7 tiến 3. Cờ đen ưu thế. Hai là đỏ đi pháo 7 bình 5. Cờ đen dễ đi. Như đỏ pháo 7 bình 5.
Cờ đỏ hơi tốt. Mời các bạn xem lại cái nó đi. Cờ đỏ hơi tốt. Chúc các bạn những cái thành công lãnh môn bố cục, uyên ương pháo.